Dạ, vườn mai trúc nhà Bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay cái cúc 2 tầng của vườn nhà em nó nở hoa nè cả nhà. Thì hoa rất là đẹp cả nhà. Nói chung là hoa nó cũng không có to lắm nha, tầm khoảng 2 ngón tay của em thôi, nhưng mà thật sự hoa của nó rất là duyên cả nhà nhìn nè. Đó, đây là cúc 2 tầng của Quỳnh Tấn Phát nha cả nhà. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Cả nhà, cái này là nó bông gió thôi nhưng mà nó cũng ra chùm nè, cả nhà nhìn thấy nè ha. Một chút xíu nữa em sẽ trên kia nó sẽ có một cái chùm kia nữa kìa, em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Thì bên vườn mai nhà em có nhân một số giống cả nhà. Thì nếu ai thích cái giống cúc 2 tầng thì xin hãy alo bên em nha. Rồi em sẽ qua bên đây cho cả nhà, bên đây nó có một chùm nè. Ở đây nè cả nhà, nhìn nè. Ủa, cái nụ nè, ú nần luôn ha. Đây. Đây cả nhà, nhìn nó nở chùm không nè. Quá trời đẹp luôn nha. Đó. Giá thì cũng rất là hữu nghị cả nhà. Cái loại nhỏ thì tầm khoảng 80, thì cái lớn hơn khoảng trăm mấy, thì bên em rất là nhiều giống ha. Đó, đây là cúc 2 tầng nè. Cả nhà nhìn cái nhụy nha. Nhụy giống như là nhụy xanh xanh ha. Đó, đây. Rồi, bông chùm không, rất là đẹp. Cả nhà nhìn thấy em bụm trong bàn tay nha. Rồi, đây là cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Ai thích cái loại cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Bông chùm thật sự rất là duyên, rất là đẹp luôn. Vừa rồi em có giới thiệu với cả nhà đó là cái mặt hoa của cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát cả nhà. Thì bên vườn mai nhà em có giao lưu một số giống. Nói chung là cái này, cái mắt lá của cái hàng cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát á, nó rất là nhạt mắt cả nhà, cho nên là nụ của nó khi tạo nụ á, là rất là thích luôn. Loại này Tết em nghĩ là cũng được một ít hoa cả nhà. Đó, đây vừa làm giống luôn ha. Thì có 80.000 cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn. Đó, đây, đó là cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát. Và đây là cả nhà. Đây là cái hoa của cúc VIP cả nhà. Đó, cúc VIP thì cái độ phùng của nhà nó là cả nhà nhìn thấy á, y như là một cái bông hồng luôn cả nhà. Đó, y như một cái bông hồng luôn. Hoa của nó rất là đẹp nha, nở bông chùm không. Và thật sự là nó rất là lâu tàn. Hồi Tết thì em có một cái cây xài cho tới mùng 9 luôn cả nhà. Đây là cúc VIP nha. Hoa nè, cánh thì tầm khoảng 30 mấy cánh nha. Thì bên em cũng có nhân một số giống cả nhà. Thì em xin mời cả nhà chúng ta hãy tham quan cái loại giống cúc VIP nha. Giá thì cũng có 80.000 cây thôi cả nhà. Mà cây mập ủ nu luôn. Đó, cây chiều cao nè. Về loại này chúng ta lấy bo rất là thoải mái luôn, 50-60 luôn, 40 luôn cả nhà. Đó, cây rất là mập. Giá chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. Hoa rất là đẹp luôn nha. Đây, hoa nữa đây. Hoa bông chùm không ha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.